các bạn là đồ của bạn vàng hay hay quá ha. Hay chút cơm thì hay hay hôi. Tuy không sang trọng nhưng mà cũng cũng đủ. Bây giờ đó. Tuy không sang trọng nhưng mà đủ tiền nuôi cũng kiếm đủ chi phí nuôi con là ok không? Đủ chi phí nuôi con. Dở hoài. Tụi con là phải vợ chồng này kia phụ thêm chứ giờ mình anh cũng đâu nuôi đủ đâu. Chết rồi. Hết tiền rồi. À. Không mà trước giờ chạy bị thế nào lấy thường chạy được lấy có được 300.000 với đợt kỳ rồi nó 85 nữa là 385.000. Ba trăm ngàn là nó hô quảng cáo gì cho nó được 300.000 rồi được một lần à được thưởng một lần là quảng cáo gì cho nó 50.000 rồi thưởng một lần là 300.000 chạy được vượt đơn nhưng mà vượt đơn 85.000 nữa. Có nghĩa là 400 mấy, 415 nghìn. Tính ra bi phút lợi nó cũng chạy cũng ok. Chương trình chạy bi phút luôn ta. Phút luôn bi phút. Nói chung là chương trình giờ nó cũng ngọt rồi đó. Phút luôn bi phút luôn ha. Cứ thử bi phút rồi. Ừ cứ thử đi, giao đơn hay đơn không ảnh hưởng gì. Cứ bật lên đi, bật hết lên coi. Quất đùng. Thường anh bật vậy áp bao lâu mới nổ? Tùy trên dưới nửa tiếng. Trên dưới nửa tiếng nó nổ đơn à? Thôi kệ kiếm cũng kiếm được à. Cái này có điều hướng mà, ví dụ sau này anh muốn về điều hướng về. Có điều hướng mà không có điều hướng tao đâu, có điều hướng về đây mà chỉ tao đi Bình Dương. Trời. Tào lao vậy. Điều hướng, điều hướng gì? Đi tầm 7 không à. Tao phải xóa. Điều hướng về Tân Phú mà đề này đều gọi là đi cho đi Bình Dương hả? Ờ. Trời điều hướng gì lúc vậy? Đó tao đang ở Thủ Đức mà chơi điều đi Bình Dương. À nhiều khi đang muốn anh chạy ở Bình Dương chứ xong rồi về. Khủng nhiều khi muốn ra mình cho chạy cứu Bình Dương trước cái xong rồi chạy như vậy cái lồn cái cười gì đâu má chạy cười được đó nó khùng cái áp nó bị khùng à tao gọi lên tổng đài tao gọi lên tổng đài mà nó không có máy chưa có hoàn thiện mà nó dùng cái chức năng mà điều hướng chưa hoàn thiện anh thấy điều hướng A2 chuẩn hả được A2 chính xác chuẩn không tuy nhiều khi nó cũng tào lao nó cũng điều hướng sai nhưng mà đa phần em thấy điều hướng nhưng mà ở đây điều hướng được một cuốc rồi chứ không được nhiều cuốc như đuổi A2 hay là RAT. A2 được hai lần điều hướng trong ngày bên biết đây là hai lần rồi nhưng mà để chỉ được này mỗi lần một điều hướng mà được một cuốc xe à có nghĩa là dụ đi đâu nó mới tính lần à, một trời ơi về đây gần đây hay là gần giữa đường á mà một cuốc xe thì cũng tính lần còn A2 là dù khi nào mà anh gần tới nơi rồi nó mới tính anh cái đó chính nó xác hay hơn. A2 là như là app có người nước ngoài viết hay gì hay quá có nhờ giống như là thuê kỹ sư nước ngoài viết hay sao nhìn nó app đó hay nổ hả. Ồ đây riêng hả đây riêng hả đang riêng những tiết võ công tàu lê văn sĩ 35 tiền như này 35 tiền. Tôi bảo ông Toàn bị đau không anh? Lê Văn Sĩ. Ông Toàn đeo Văn Sĩ ha. À ngon rồi đấy. Anh báo cho ta biết trước đi, ta đợi mới không biết rồi. Nhưng mà free kìa. Mà free lớn tiền. Ồ có chiếc nào gọi free nữa hay vậy? Có vụ gọi free nữa hả? À hay quá. Nhưng mà ăn thua thì cho khách, khách nó bớt hay là khách này đạt hay không thôi. Quan trọng là khách cái máy khách. À nghe luôn hả? Nghe luôn hả? À gọi free luôn hả? À, chào chị Quý Long, chào tôi xíu, tôi đang ở bên eo, tôi chạy qua rồi chị. Quý rồi rồi, cảm ơn anh chị. Nhìn à, giờ anh chạy này thấy chuyên nghiệp quá ha. Tưởng đeo dây mà tự thắt cà đá bát đi chứ. Ở trường đang thắt cà đá bát hả? Ở trường thắt cà đá bát rồi đúng không?
Thôi đi à. Dạ tạm biệt anh nghe giờ đi. Hôm nào chiều nay là gì đúng rồi phải. À. Rồi bye. Cảm nghe nước suối theo nè. À, tạm biệt anh nghe. Quay được mà. Là lỡ để nhìn anh giờ cũng chỉnh tài quá ha. Rồi tạm biệt anh nha. Rồi. Nhất là xe nó xe rồi. Rồi.